Xin chào các bạn. Có lẽ là chúng ta đã quá quen thuộc với ứng dụng Facebook với một cái tính năng mới của nhà sản xuất này. Khi mà lên phiên bản phần mềm mới thì các bạn thấy là Facebook có một cái cửa sổ pop-up cho phép chúng ta chat ở mọi nơi trong bất kỳ ứng dụng nào, cho thể kéo qua kéo lại như này. Đây là một ứng dụng rất là hay. Và trên Android sau này đã có một phiên bản ROM phát triển gọi là Holo thì phải, mình không nhớ lắm. Thì khi đó những ứng dụng nào có thông báo cũng sẽ dạng theo kiểu như Facebook sẽ pop-up hiện lên. Tuy nhiên thì điều đấy các bạn yêu cầu phải cài ROM AOKP là một bản ROM khác và chúng ta mất đi những tính năng đặc biệt của nhà sản xuất như là Samsung có tính năng thông minh hay là Sony Bravia vân vân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái ứng dụng khác chúng ta có thể thay thế, có thể cho hiển thị những cửa sổ pop-up lên cũng thông báo này. Ví dụ đây mình có một chấm nhỏ trên màn hình, các bạn thấy đây, mình kéo qua lại được và đây chính là cái tin nhắn của mình khi có người khác nhắn đến mà mình có thể sử dụng được mà không cần phải cài ROM khác. Một ứng dụng rất là hay. Thì đây là cái ứng dụng Floating Notification. Thì các bạn chỉ cần download về và đây là giao diện chính của nó. Để sử dụng ứng dụng này, các bạn sẽ có một cái mục đầu tiên là mục App Notification. Nhưng mà để sử dụng được nó, các bạn phải vào cài đặt. Sau đó chúng ta tìm đến cái mục khả năng truy cập. Và đây nó sẽ có cái mục là Floating Notification. Các bạn cứ bật nó lên để cho phép nó hoạt động và chúng ta mới quay trở về ứng dụng để sử dụng nó. Mục cài đặt này thì chúng ta có thể cài đặt như là ứng dụng sẽ hoạt động như thế nào, hiển thị lên, có hiển thị trong khi đang sử dụng app khác không, hay là chỉ hiển thị trên home screen, có hiển thị trên màn hình khóa không, vân vân. Những cái này thì các bạn sẽ tự tìm hiểu thêm và mình sẽ nói về cái cách hoạt động của nó. Cái mục tiếp theo là chúng ta sẽ tùy biến được, như là các bạn có thể lựa chọn được cái biểu tượng này, lựa chọn cái icon của nó. Ví dụ như là của mình đây khá là bé, các bạn có thể tăng kích thước của nó lên, to lên, đây, to lên, các bạn thấy là cái biểu tượng của mình lúc này nó rất là to, khá là hay. Hoặc là mình sẽ kéo nó nhỏ lại này. Chúng ta có thể lựa chọn kích thước phông, lựa chọn các dòng chữ hiển thị, màu chữ vân vân. Đây là tất cả những cái chúng ta tùy biến được. Mục App Notification, đây chính là cái mục các bạn sẽ lựa chọn những danh sách ứng dụng nào khi có thông báo thì sẽ hiển thị như kiểu như vậy. Ở đây thì mình đã lựa chọn cái ứng dụng là Facebook, tức nghĩa là khi có thông báo Facebook mới thì nó sẽ hiển thị lên. Lựa chọn Gmail, lựa chọn tin nhắn và cả Viber của mình. Thì các bạn lưu ý một điều, cái ứng dụng này thì nhà sản xuất họ cũng nói luôn là không phải tất cả ứng dụng đều đã hoạt động được mà chỉ một vài mà thôi. Và nếu ứng dụng nào không hoạt động được thì các bạn cũng có thể làm liên hệ trực tiếp với họ, thông báo để họ sẽ có một cái bản nâng cấp mới. Và đây thì các bạn sẽ thấy là những cái tin nhắn hoặc những cái gì đấy của mình có đến ấy thì chúng ta chỉ có nhiệm vụ xem được thôi chứ không thể là xóa hẳn đi được. Ví dụ các bạn thấy đây là có một tin nhắn đến của mình, cái biểu tượng tin nhắn của mình là nó là màu trắng, vì thế nên cái icon nó của nó là màu trắng luôn. Còn nếu Facebook thì nó sẽ biểu tượng màu xanh, khá là hay. Để đọc được cái tin nhắn đấy, các bạn chỉ cần chạm vào lập tức nó sẽ hiển thị ra cái nội dung và cũng như là số điện thoại của cái tin nhắn mà người ta nhắn đến, khá là hay. Các bạn kéo qua kéo lại này, chạm vào để đọc. Và nếu mà muốn xóa cái thông báo này các bạn chỉ cần chạm hai lần lập tức nó sẽ biến mất. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý một điều là vì cái hạn chế của Android nên khi các bạn xóa cái thông báo của ứng dụng này thì trên thanh thông báo trạng thái của nó vẫn lưu giữ thông báo, trừ khi các bạn xóa ẩn trên thanh thông báo đi thì mới biến mất được. Nên mà các bạn yên tâm là kể cả các bạn đã đọc xong mà các bạn quên mất mà chưa trả lời tin nhắn lại cho họ, các bạn vẫn có thể truy cập lại thông báo này. Đây là một điều rất là tuyệt vời và mình nghĩ là một trong những cái tính năng rất là bá đạo Android cho phép chúng ta tùy biến và thông báo sẽ luôn luôn xuất hiện. Đây ví dụ như là chúng ta đang có cái pop-up của Facebook và khi có thông báo Facebook mới của mình thì ứng dụng kia ở nó Floating Notification sẽ giúp mình luôn luôn giữ liên lạc được với mọi người, thông báo mọi nơi lúc mọi nơi cho mọi ứng dụng, khá là hay. Và như vậy mình hoàn thành xong các bạn một cái video cho phép chúng ta tùy biến được cái giao diện của Android. Ở đây tùy biến về cái khả năng thông báo cho phép máy chúng ta nhận được những thông báo ở mọi lúc mọi nơi trong mọi ứng dụng mà khi các bạn sử dụng, luôn luôn giữ liên lạc với mọi người. Các bạn cảm thấy video ích đừng quên like, share lên với bạn bè, subscribe YouTube của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.